Bốn tác động lớn đến thị trường bất động sản năm 2022 nhà đầu tư cần biết. Trong báo cáo mới đây của Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, thị trường bất động sản năm 2022 vẫn phát triển mạnh mẽ mặc dù chịu khá nhiều tác động. Tác động của đại dịch Covid-19, nước ta về cơ bản đã kiểm soát được đại dịch Covid-19 với tỷ lệ người tiêm chủng rất cao và được sản xuất nhiều thuốc điều trị, giúp cho nền kinh tế và thị trường bất động sản trong nước đang trong quá trình phục hồi và tăng trưởng lại sau đại dịch Covid-19, chuyển sang trạng thái bình thường mới, chủ động thích ứng linh hoạt, sản xuất kinh doanh sống chung an toàn với virus SARS-CoV-2, các biến thể như Omicron. Đại dịch Covid-19 đã gây ra nhiều thiệt hại to lớn nhưng cũng đã tạo áp lực đổi mới hoàn thiện các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh bất động sản, nhất là chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thực tại ảo, VR, trí tuệ nhân tạo AI, Internet kết nối vạn vật, blockchain, làm việc từ xa, qua Zoom, xây dựng, platform. Thứ hai, tác động của các bất ổn địa chính trị và tranh chấp thương mại quốc tế, do nền kinh tế nước ta ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu nên các bất ổn địa chính trị và tranh chấp thương mại quốc tế, bất ổn trong chuỗi cung ứng đều là tác động trực tiếp đến nền kinh tế và thị trường bất động sản. Thứ ba, tác động của rủi ro tiềm ẩn lạm phát, chỉ số CPI tăng cao hơn mức mục tiêu dưới các tác động khó lường từ bên ngoài và gói kích thích kinh tế, hỗ trợ an sinh xã hội với giá trị hơn 350.000 tỷ đồng cũng gây ra rủi ro tiềm ẩn lạm phát, tăng chỉ số CPI cao hơn mức mục tiêu trong năm 2022. Nhưng với tỷ trọng phần lớn các gói kích thích kinh tế nhằm thực hiện các công trình kết cấu hạ tầng, trong đó có khoảng 15.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội và hỗ trợ tiền thuê nhà cho các công nhân lao động nên hạn chế rủi ro, nguy cơ lạm phát. Thứ tư, tác động của chính sách pháp luật đối với thị trường bất động sản. Cộng đồng doanh nghiệp rất kỳ vọng vào năm 2022, Quốc hội sẽ tạo chuyển biến bước ngoặt trong công tác xây dựng pháp luật, sẽ xem xét các đề án luật nhà ở, đề án luật kinh doanh bất động sản, đề án luật đất đai. Các doanh nghiệp cũng kỳ vọng Quốc hội sẽ xem xét và chấp thuận đề xuất của chính phủ. Tại tờ trình số 535 TTRCP ngày 1 tháng 12 năm 2021, đề nghị công nhận trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất khác không phải là đất ở, tháo gỡ ách tắc cho các khu đô thị, nhà ở có quy mô diện tích lớn, khắc phục tình trạng lệch pha cung cầu trên thị trường và thị trường thiếu hụt nhà ở có giá trị phù hợp, cùng với đó là việc khắc phục vướng mắc pháp lý đối với ngoại hình bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, thị trường bất động sản năm 2022 có xu thế phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ trở lại trên tất cả các phân khúc thị trường, nhưng chưa thể cải thiện được ngay nguồn cung sản phẩm nhà ở, nhất là loại nhà ở có giá phù hợp với thu nhập do cần phải có thời gian để tiếp tục xây dựng bổ sung hệ thống cơ chế chính sách và do tác động của các quy định pháp luật có độ trễ và do đặc thù trong quá trình đầu tư xây dựng dự án bất động sản để có sản phẩm nhà ở cũng có độ trễ vì vậy nhìn tổng thể thị trường vẫn thiếu hụt nguồn cung nhà ở có giá phù hợp với thu nhập phân khúc thị trường bất động sản công nghiệp Logistics được hưởng lợi do xu thế tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu và nhờ nguồn vốn đầu tư nước ngoài tăng trưởng mạnh ngay từ đầu năm 2022. Phân khúc thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng sẽ có tái cấu trúc theo hướng nâng cao chất lượng, dịch vụ, tiện ích để phát triển bền vững và ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của nước ta theo nghị định của quyết định số 18 NQTV của Bộ Chính trị. Thành phố Hồ Chí Minh khan hiếm biệt thự, nhà phố, dòng biệt thự Nhà phố tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2022 được dự báo tiếp tục rơi vào tình trạng khan hiếm, các dự án hiếm hoi đang sắp ra mắt đều được thị trường đặc biệt chú ý.